Hi, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với phần chơi Minecraft thợ săn quái vật. Và ở trong tập trước đó các bạn, thì mình đã làm được cho mình những cái cánh quạt xe gió đó. Thì trong thời gian mà mình rảnh thì mình cũng đã đi farm thêm cho mình sợi vải các bạn, làm thành vải và lắp lên trên những cánh quạt đó. Bây giờ thì nó xây rất là nhanh luôn. Và mấy cánh quạt ở đây thì mình để ở đây tạm thời thôi các bạn. Sau này mà mình xây được cái căn cứ á, thì mình sẽ chuyển vô căn cứ của mình cho nó đẹp. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vô phía bên trong để kiểm tra xem cái máy sạc của mình nó sạc được bao nhiêu năng lượng rồi nha. Ở trong này được 3 triệu mấy năng lượng rồi nè các bạn. Và cái kiếm của mình thì mình cũng đã cho nó sạc đầy năng lượng luôn rồi nè. Đó, 4 triệu năng lượng ở phía bên trong các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi qua chỗ cái máy farm điểm kinh nghiệm mà lần trước á, mình có làm được đó các bạn. Thì cái thùng chứa điểm kinh nghiệm của mình bên đây nó bị full luôn rồi. Cho nên là trong tập ngày hôm nay chắc là trước khi đi khám phá đó các bạn, thì mình sẽ nâng cấp cái thùng chứa điểm kinh nghiệm của mình lên trước cái đã, để giải quyết cái vấn đề mà thiếu bị full nữa bạn. Cũng như ở đây thì có rất là nhiều nè. Lấy cho nó lên cấp nha. Và cái thùng chứa của mình thì nó được hút vô trong này nè các bạn. Đó, mình sẽ chuyển nó về để nâng cấp lên. Mình sẽ làm cho nó thành cái trong bản mod NDO này các bạn. Thì mình có cho mình một cái chỗ để chứa điểm kinh nghiệm các bạn, như là một cái bàn chứa điểm kinh nghiệm á, nó có thể chứa được rất là nhiều điểm kinh nghiệm ở phía bên trong đây nè các bạn. Đó, cái này nè, nhìn công thức nó đơn giản như vậy thôi chứ mà nó rất là phức tạp luôn đó các bạn. Đó, công thức nó rất là lằng nhằng, cần những cái bột này nè. Cái bột đó thì chúng ta cần phải có máy xay nè, rồi máy ép lại các kiểu tùm lum tùm la hết các bạn. Cho nên là trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng làm cho mình một cái chứa điểm kinh nghiệm để giải quyết cái vấn đề bị full nha, cũng như là đi khám phá luôn các bạn. Và ở đây thì mình sẽ kiểm tra công thức xem coi. Để làm được cái bột này thì mình cần phải có cho mình cái than các bạn, máy nè, để nấu những cái bột lên với nhau. Rồi ngoài ra thì chúng ta cần phải có cho mình cái khung nữa các bạn, cái khung này nè. Cái khung này thì cần phải có bột Infinity nè. Cái bột này thì mình có thể sử dụng cách là sử dụng cái dụng cụ đánh lửa các bạn, đánh lửa vô cái trong bằng bedrock thì chúng ta có thể có được ấy. Thì mình sẽ đi làm luôn nha. Và ở đây thì mình có bột của mấy con Wither Carlton hồi nãy các bạn, nó dính vô trong người của mình nè. Mình cất vô trong cái này cái đã. Mình sẽ lấy cho mình dụng cụ đánh lửa các bạn. Cái rương thì mình cũng đã chuyển vô đây nè. Đó, bàn nhân bản thì cũng chuyển vô trong này luôn. Chứ để ở ngoài đồng hoài cũng kỳ các bạn. Cho nên là mình chuyển vô trong nhà để xài tạm nha. Thì dụng cụ đánh lửa trong này mình có nè. Mình sẽ đem xuống phía bên dưới và mình sẽ đào xuống phía bên dưới bedrock các bạn, để mình đánh lửa mình tìm cho mình cái bột Infinity nha. Ở đây là cái chỗ hầm mỏ của mình nè. Thì mình sẽ đào nó ở đâu đó phía bên này đi các bạn. Đào xuống phía bên dưới để tìm bedrock nha. Ở đây thì mình thấy là nó không có lava nè. Chắc là nó sẽ không có lava đâu, đúng không? Đào sâu sâu xuống phía dưới. À, dưới này không có lava nè các bạn, nhưng mà nó hơi tối, cho nên là mình sẽ lấy cái embed mèo của mình ra nha. Đó, sáng lên liền các bạn. Và ở đây thì mình sẽ đào rộng rộng ra một chút để mình có thể đánh lửa các bạn, nó không bị cháy đồ nha. Đánh lửa và chờ đợi thôi. Đây, mình sẽ đánh lửa ở đây nè, đó. Do là nó có tỷ lệ thành công á bạn, không phải là 100%, cho nên là mình sẽ đánh lửa nhiều nhiều một chút để đó cho nó cháy. Xem coi nó có rớt ra cho mình bột bột Infinity hay không nha. Và trong lúc chờ đợi thì nó tắt hả bạn. Nó không phải là tỷ lệ 100%, cho nên là nó có thể bị tắt đi đó. Mình sẽ đánh lửa nhiều nhiều một chút. Và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ mở rộng ra ở đây để chúng ta có thêm diện tích để đánh thêm được lửa nữa nha. Ở đây mình có quặng được Draconium này các bạn. Wow, ở dưới này mình có quặng này luôn. Vậy là không phải ở dưới địa ngục mới có đâu, trên này thì cũng có luôn nữa các bạn. Cái quặng này thì mình chưa có farm nhiều. Ở tập trước thì mình dự định là mình đây đây có nè bạn. Wow, có bột rồi nè. Mình đã có bột rồi, chắc là mình sẽ đánh thêm một mớ nữa các bạn. Làm thêm một mớ nha. Cái bột này thì nó sẽ không có bị cháy đó bạn, cho nên là chúng ta phải đánh nhiều nhiều một chút. Làm nhiều nhiều một chút nha. Ở tập trước thì mình dự định là trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ làm cho mình một cái kiểu như là một cái bộ giáp các bạn, bộ giáp Draconium á. Ở đây thì có gì á? Ủa nó xảy ra Draconium đó các bạn, nhưng mà mình chưa có đi đào được. Chắc là trong tập ngày hôm nay sẽ đi khám phá trước đi, chứ bữa giờ chế tạo nhiều quá rồi bạn, cho nên là mình sẽ chế tạo bộ giáp sau nha. Còn mình sẽ cố gắng nâng cấp cái bàn này lên rồi chúng ta sẽ đi khám phá đánh những con bó cho nó vui các bạn. Ở đây thì chúng ta đã có được cho mình bao nhiêu cái rồi, 12 cái đó bạn. Cũng rất là nhanh luôn á. Chờ cái mớ lửa này nó tàn xuống thử coi như thế nào nha. Cái hiệu ứng màu trắng trắng đó là do mình đứng xa quá đó các bạn, cho nên là mình thấy như vậy thôi. Ở đây thì thôi được luôn. Lên 13 cái rồi nè các bạn. Ở dưới này thì mình có thể cắm đuốc cho nó sáng lên cũng được. Đây, cắm đuốc cho nó sáng dưới này nha. Khi nào mình cần thêm bột thì mình sẽ xuống đây mình lấy. Còn bây giờ thì mình sẽ đi lên trên nhà của mình các bạn. Dịch chuyển lên cho nó nhanh nha. Đây, chúng ta đã lên tới phía bên trên và mình có thể làm được cho mình cái khung rồi đúng không? Cái khung ở trong này nè các bạn. Cái khung này chỉ cần có sắt thôi là được. Và cái này thì cái này thì không có nhân bản lên được các bạn.
cho nên là bắt buộc là mình phải làm bằng tay và làm chế tạo bằng tay rồi. Đây, bàn chế tạo ở đây nè các bạn. Mình cần có cho mình cái hàng rào đúng không? Hàng rào và sắt thì mình có rồi các bạn. Đó, đủ rồi nè. Mình sẽ chế tạo cho mình một cái, chế tạo thêm nhiều gì, thêm hai cái thôi bạn, hai cái là được rồi nha. Mình sẽ lấy ra để kiểm tra công thức tiếp theo coi. Mình cần có những cái máy kết hợp lại với nhau mới làm được các bạn. Ví dụ như cái bột này nè, và cái bột ở trong này, hay cái bột trong này thì mình cần phải có lò này nè các bạn. Cái lò này thì cần phải có cái máy xay ra mới xay được. Ây chà chà, xay bột than ra nó mới cho nấu các bạn. Xay bột than mình nấu với trứng gà thì mình sẽ có được cái bột ở chính giữa nè. Và cái máy xay thì mình sẽ, cái lò như này thì dễ tìm hơn các bạn, rẻ tiền hơn nè. Mình cần có một cái ria bằng 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 đá các bạn, ria bằng đá và cái khung và có đá đánh lửa và sắt piston dễ các bạn. Mình sẽ làm cho mình cái piston nha, rồi sau đó thì mình sẽ làm cho mình cái ria bằng đá. Cái ria bằng đá hình như là đặt như vậy đúng không? À không được các bạn, và như là có thêm mấy cái que. À đây các bạn, đây rồi, cái ghi bằng đá, cái ghi với lại cái bít tông á thì mình có thể nhân bản lên được, cho nên là bỏ ở trong này để cho nó học công thức luôn nha. Đó, học công thức đi đó, mà mình lấy ra luôn chứ, mình lấy thêm cho mình cái ghi nữa các bạn. Vậy là chúng ta sẽ có hai cái ghi nè, rồi sau đó thì còn có công thức gì nữa thì mình sẽ kiểm tra tiếp nha. Nói chung là cái công thức này nó cần phải có nhiều máy móc kết hợp lại với nhau, cho nên là mình phải làm từ từ thôi các bạn. Đây công thức ở đây nè, mình đủ công thức rồi, mình sẽ chế tạo cho mình một cái. Đó, cái máy này là cái máy xay nữa bạn. Máy xay thì bây giờ đường điện rồi, buổi tối rồi hả, đi ngủ một cái đã. Đi ngủ cho sáng thì mình sẽ lắp nó ở phía bên này đấy các bạn. Cái máy này là cái máy sạc nè. Máy sạc thì lúc đầu mình làm nó full năng lượng rồi, cho nên là bây giờ thì nó chỉ nạp cho phía bên đây thôi. Và mình cần phải có cho mình cái đường dây điện các kiểu nữa. Đường dây điện thì trong này đường dây điện thì hình như ở trong này hết rồi bạn. Mình sẽ có cho mình copper đúng không? Copper thì mình lấy được cho mình dây điện nè, lấy một stack luôn các bạn. Và mình cần phải có cho mình cái đồ cột dây điện vô nữa, cái cục sành đó các bạn. Cục sành thì đây nè, lấy mọi thứ một stack ra xài cho nó đã các bạn. À, đồ đánh lửa thì chắc là cất vô trong này đấy các bạn. Bây giờ thì đủ rồi, cho nên là cất vô trong đi. Và lắp dây điện vô trong này luôn nha. Đó, nó đã nạp năng lượng lên rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình chỉ cần bỏ cho mình than vô thôi. Mình cần có than để mình nấu lên á. À, xài ra chứ. Xài than rồi nha. Đây bỏ than vô để xay nè. Đó, sau khi mà xay than xong á thì mình cần phải có cái máy để nấu lên các bạn. Cái máy này nè, cái alloy melter này nè các bạn. Thì mình cần phải nấu lên. Thì công thức chúng ta cần có cái gear, có lò nung và có cho mình phôi sắt. À được các bạn, dễ làm. Mình sẽ làm cho mình cái gear hả? Cái gear thì lấy trong này là cho nhanh các bạn. Đây. Đây, như vậy là đủ rồi đó. Mình sẽ chế tạo luôn. Nó nằm ở trên này nè các bạn. Lấy trên này ra cho nó nhanh. Đó, như vậy là mình đã có cái lò nung 3 slot rồi nè, kết hợp ba cái lại với nhau rồi đó. Mình sẽ cắm điện cho nó luôn các bạn. Cắm điện ở đây, kéo lên phía bên trên luôn nha. Bây giờ thì đứng xa xa ra, không là điện nó giật của mình á. Điện nó giật mình chết. Mình có cái cọng dây điện mà bọc bọc lại được đó bạn, nhưng mà thôi, cứ xài tạm cái này đi. Chế tạo nữa thì nó rất là cồng kềnh luôn các bạn. Một trong một cái video thì mình sẽ chế tạo ít thôi, mình sẽ đi khám phá thế giới nhiều một chút để cho vui nha. Chứ ngồi chế tạo hoài cũng buồn các bạn. Ở trong này thì mình còn có trứng gà, mình bỏ ở trong này để chúng ta nấu nó lên. À nó nấu rồi nè bạn, đây rồi, nó đang nấu lên nè. Nó nấu lên được thì mình sẽ có được cho mình cái bột màu đen. Một cái bột màu đen, cái bột màu đen này. Và sau đó thì mình cần có cái bột này nữa hả? Cái bột này thì mình cần phải nấu từ cái hối này lên. Cái hối này thì cần có cát linh hồn với lại phôi vàng các bạn. Ok, mình sẽ sẵn tiện ở đây, mình sẽ lấy luôn cho mình cát với lại phôi vàng luôn nha. Phôi vàng đây nè, mình sẽ lấy phôi vàng ra nè, rồi cát nữa các bạn. Sau hồi tìm cát linh hồn đó các bạn, thì mình phát hiện ra trong này, trong cái túi đồ của mình bạn, có đúng một cục cát thôi. Lần trước mình đánh con boss Vader á, mình còn dư nè. Bây giờ thì mình sẽ bỏ ở trong này để cho nó học công thức lên luôn nha. Mình có vàng và có cho mình cát linh hồn rồi nè. Thì mình sẽ bỏ ở trong này để cho nó nấu lên luôn. Và lấy cái này ra đi. Vậy là mình đã có được cho mình một cái cục bột đầu tiên rồi đó bạn. Mình cần phải nấu cho mình cái này lên nữa nè, để chúng ta có nè. Rồi sau đó thì cần có cho mình cái cục màu đỏ này nữa, cái cục màu cam này nè. Cái cục màu cam này thì mình cần phải có sự kết hợp giữa cái lò tinh cơ. Cái lò tinh cơ thì mình có thể có được cho mình redstone bạn, vàng với lại lowstone bạn. Cần kết hợp ba cái này lại với nhau thì mình mới có được. Và trong lúc chờ đợi ở đây thì mình sẽ tận dụng sức mạnh của lò tinh cơ luôn các bạn để nấu nha. Mình cần phải có lowstone nè và redstone nữa thôi. Mình sẽ lấy cho mình một stack đi. Có một stack rồi đúng không? Đó. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem ra phía bên ngoài để mình bỏ vào trong lò tinh cơ luôn nha. Trong lúc chờ đợi cái máy ở trong thì mình sẽ tận dụng luôn cái lò tinh cơ của mình để nấu. Mình sẽ cần có cho mình bột phát sáng nè các bạn. Rồi sau đó thì tắt cái này đi. Bột phát sáng rồi sau đó thì cần tới redstone nữa. Redstone thì bỏ vào trong này luôn. Mấy cái bột này thì nó nấu rất là nhanh luôn các bạn. Chỉ có điều là vàng. Chà chà. Vàng thì bỏ trong nhà rồi. Vàng trong này mình có netherrack nè bạn. Nether
Nethergold nè bạn, mình sẽ bỏ ở trong này luôn nha. Chờ đợi cho nó nấu luôn. Lát nữa thì mình sẽ có thôi. Còn bây giờ thì vô trong nhà kiểm tra luôn. Kiểm tra xem ở trong nhà của mình nó nấu tới đâu rồi. À, có hai cái nè, bỏ vào bên cái máy xay cho nó xay luôn các bạn. Mình đã có cho mình thêm cái sunflower nữa hả? Sunflower thì cất bên đây đi. Và ở đây thì nó đang được nấu lên, đang được xay nữa các bạn. Đó, mình đã có cho mình được cái bột, và cái bột này thì nó không có nhân bản lên được luôn các bạn. Bắt buộc là mình phải làm bằng tay rồi. Cha chả căng nghe chưa? Và mình cần phải có cho mình cái bột này rồi đúng không? Và bột này thì cần phải có hạt anh các bạn, đúng rồi, bột hạt anh xay đó bạn. Cái hạt anh nó để xay ra nè. Còn cái này thì kiểm tra công thức luôn xem. Ồ dạ, cần có những cái bụi gai hả? Bụi cây khô bạn. À, nhưng mà mình cần có cho mình hạt cá cao bạn. Hạt cá cao hình như là lần trước mình có đi loot được. Đây nè, trời ơi, hạt cá cao mình có các bạn. Và hạt cá cao thì có thể nhân bản lên được, cho nên là mình sẽ lấy cho mình một tắc luôn để xài luôn nha. Lát nữa thì mình sẽ nấu nó lên. À, bây giờ nấu được rồi nè. À, nó cần kết hợp với cái gì để kiểm tra lại luôn nha. Cái trứng gà bạn, trứng gà với lại bột than các bạn. Ok, được các bạn. Đây, kết hợp với trứng gà và wow. Ở đây là cái lò xay mà, bên đây mới đúng. Vậy là chúng ta phải chờ đợi tiếp rồi. Chờ đợi cho cái này nó nấu lên các bạn. Nó nấu hơi chậm luôn á. Ở đây thì nó nấu rồi, trời ơi. Thôi mình sẽ ra cái lò tinh cơ nha, chờ đợi một chút đi. Cái lò đó thì mình phải nâng cấp nó lên thì nó nấu mới nhanh được. Còn cái lò đó hơi cùi cho nên là nó hơi chậm. Ở đây mình có rồi nè. Mình sẽ bật lên cho nó đổ ra nha. Nó sẽ đổ cho mình những cái phôi ra nè. Đó. Chúng ta sẽ có được cho mình những cái phôi ở đây thôi. Cái phôi này thì có thể nhân bản lên được các bạn. Cho nên là chỉ cần làm một lần thôi là chúng ta sẽ có được á. Và đây thì còn một hỏi nữa đúng không? Mình sẽ cho nó đổ hết ra luôn các bạn. Rồi. Nó sẽ đổ vàng ra phía bên ngoài luôn. Phải phải tắt đi cái đã. Vàng thì mình cần phải làm cho mình thêm một cái. Rồi đủ chưa? À đủ rồi bạn. Hai cái này là đủ rồi nè. Vậy là mình chỉ cần làm cái này nữa thôi. Cái này thì dễ nè. Đem vô phía bên trong để làm luôn nha. Vậy là chúng ta đã có đủ rồi nè. Mình có cần thêm hai cái hỏi màu đen nữa thôi. Cái hỏi màu đen đây có nè. Đó. Mình sẽ làm luôn và sau đó thì chúng ta sẽ nhân bản nó lên luôn nha. Đây. Mình sẽ nhân bản nó lên luôn. Nó có chỉ số EMP là chúng ta phải nhân bản lên được á. Bỏ ở trong này để cho nó lưu công thức lại luôn nha. Rồi sau đó thì chúng ta cần phải có cho mình xay bột ra nữa chứ. Trong này nó đang được nấu đó. Chắc là không nấu nữa đâu. Mình sẽ chuyển sang là nấu cái trứng gà nè, cộng với lại cái này và cái gì quên nữa rồi. Quên mất tiêu rồi. À bột than bạn, bột than để cho nó nấu lên nha. Đó nó nấu được nè. Để hướng tự như thế nào cũng được hết các bạn, miễn là đủ có 3 cái vào trong này là nấu thôi. Còn bên đây thì xay cho mình cần phải xay cho mình hạt anh nha các bạn. Hạt anh thì trong này chắc có nè. Đây hạt anh ở đây mình sẽ bỏ lấy thêm than ra nữa chứ. Mình sẽ bỏ ở trong này để cho nó xay ra, chúng ta sẽ có bột hạt anh nữa là đủ đó các bạn. Bên đây thì nó nấu. À đủ rồi nè. Thôi từ từ thôi, nấu từ từ thôi. Và mình đã có đủ rồi đúng không? Mình sẽ kiểm tra công thức. À thiếu bột hạt anh nữa chứ. Đây bột hạt anh thì có nè. Bột hạt anh thì cũng không có nhân bản nó lên được các bạn. Cho nên là mình cần phải đợi cho mình đủ hai cái đúng không? Kiểm tra lại luôn. À còn thiếu hai cái nữa bạn. Thiếu hai cái bột hạt anh nữa thôi. Ủa hạt anh bên đây mà. lộn bên các bạn. Để hai cái máy gần với nhau quá cho nên là lộn. Ở đây thì mình chế tạo được cho mình bột rồi nè các bạn. Đó, chúng ta đã có bột thì mình sẽ nấu thành cái này nữa hả? Cha, chả cần có cái khung nữa các bạn. Làm thêm cho mình một cái khung nữa nha. Đây, bây giờ thì phải bỏ vào trong cái lò này để nấu lên các bạn. Nấu kết hợp với cái này nè. Cái này mới đúng nè. Đó, do mình bỏ lộn bột các bạn cho nên nó không chạy. Và cái này thì nó chạy cũng khá là nhanh các bạn. À, nó chạy rất là nhanh nè. Và có thêm cái đó thì mình sẽ có cái tăng nữa. Cái tăng ở đây thì cái tăng chứa lava. À, chứa cho mình điểm kinh nghiệm trong này rồi cho nên là bây giờ phải lấy nó ra thì mới xài được. Cho nên là mình sẽ chế tạo thêm cho mình một cái khác nữa nha. Dễ các bạn, chế tạo luôn nè. Rồi sau đó thì bập một cái này. Trời đất ơi. Sau một hồi chế tạo công thức rất là dài luôn các bạn. Mình đã có được cho mình cái cục nhỏ xíu rồi nè. Phải chế tạo rất là nhiều luôn. Ở đây thì mình có thể bỏ điểm kinh nghiệm vô các bạn. Đó, cất điểm kinh nghiệm của mình hết vô nè. Rồi sau đó thì muốn lấy thì cũng dễ nữa các bạn. Đó, bấm một phát lấy ra luôn nè. Mình sẽ chuyển cho nó cái đường nè. Cái đường qua phía bên cái máy này đi các bạn. Bên đây thì mình có thể chuyển qua được nè. Đó, cộng ra nè. Đó, nó tuột các bạn, nó tuột rồi đó. Nó đang tuột xuống và bên đây thì đang tăng lên nè bạn. Đó, mình sẽ lấy ra hết nha. Đó, nó tăng lên nè. Nó liên tục tăng lên do là nó hút từ bên đây qua nè. Mình sẽ đem cái này ra phía bên chỗ cái máy farm điểm kinh nghiệm của mình để lắp vô nha. Cái này hình như là nó chứa, có thể chứa được vô hạn điểm kinh nghiệm luôn đó bạn. Rất là xịn luôn. Và mình sẽ đi ngủ một cái nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ bắt tay vào đi khám phá thôi. Chứ cái quặng Chromium của mình đó bạn, mình cũng chưa có thời gian để đi đào nhiều nữa. Cho nên là chưa có chế tạo được bộ giáp.
mà chế tạo nhiều quá thì cũng chán các bạn. Ở tại tập trước thì mình đã dành nguyên một tập để chế tạo rồi, cho nên là hôm nay thì mình sẽ đi khám phá mở map một chút cho vui nha, cũng như là tìm xem coi có cái dungeon nào không mình để khám phá. Mình sẽ set up nó lại cho nó đúng nha, đúng cái mặt của nó các bạn, ở phía bên này nè, cho nó cái đường đi vô các bạn đó. Và nó sẽ tăng điểm kinh nghiệm lên, mình sẽ lấy ra nha. Đó, nó tăng lên nè các bạn, mỗi một đợt quái xuống như vậy thì nó sẽ tăng lên, để mình kiểm tra lại nha, nó sẽ tăng lên không. Đó, nó tăng lên các bạn, đó nó tăng lên rất là nhanh luôn. Và điểm kinh nghiệm của mình chắc là mình không cần phải đem theo không? Đem theo luôn các bạn, mình sẽ về mình enchant cái cây kiếm của mình lên, thêm cái dòng quét cạnh gì vô cho nó trở nên mạnh hơn nữa nha. Ở đây thì mình chỉ mới có quét cạnh cấp độ 1 thôi, cho nên là mình sẽ enchant thêm vô cho nó quét cạnh thêm vô. Và cánh quạt này thì lúc mình đi á bạn, nó không có lót á, cho nên nó không có quay. Còn bây giờ thì enchant cho trước cái đã. Đây, mình sẽ enchant cho trước nha. Có điểm kinh nghiệm rồi ha, hờ mà enchant bạn. À, enchant cho mình cái dòng quét cạnh vô nè, rồi lấy cho mình cái dòng lấy mob soul luôn nha. Đó, chúng ta đã có cho mình thêm hai cái option rất là xịn. Và còn cho mình hai cấp độ, 26 cấp độ thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ nhanh chóng dọn dẹp cái mớ đồ của mình vô nha các bạn. Rồi, chắc là được rồi đó bạn. Đá thì bỏ ở nhà luôn. Mình cần phải có mang theo cái túi nữa các bạn để chứa đồ nha. Và cái bàn này thì mình có thể làm được thành cái bàn để mang theo trên người đó các bạn, nhưng mà công thức thì mình sẽ kiểm tra luôn nha. Trong bản GZ á, bản mod GZ này thì mình có nhiều bộ giáp ngon lắm. Có bạn kêu mình làm bộ giáp này nè. Nhưng mà bộ giáp này thì nó rất là dài các bạn, công thức nó dài lắm nha. Đó, cái bộ giáp này mà thì muốn làm được cái này thì cần phải có làm cái này nè. Đó, làm cái này nữa bạn. Đó. Công thức làm thành cái này nữa. Và từ cái này muốn có cái này thì phải làm cái này. Và muốn có được cái này á thì phải làm từ cái cục này nữa bạn. Cục này thì muốn có cái này thì làm cái cục thang. Đó. Và muốn có được cái một món của nó đó bạn thì cần phải có thêm cái món bên đây nữa nè. Cái món bên đây thì công thức nè, trời đất ơi dài hòn lòn luôn bạn. Cần phải có rất là nhiều thời gian để làm cái này các bạn. Đó, công thức tầm lum tầm la hết, cần 4 món để lắp lại với nhau thì mới làm được. Cho nên là mình sẽ từ từ thì làm bộ giáp đó sau nha các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ làm cho mình một cái gì mình mình nói xong mình quên mất tiêu luôn rồi. À đúng rồi, mình cần phải có cho mình một cái bàn để mang theo trên người đó bạn. Thì mình cần phải có đắt mút cái này. Cái này thì cần phải có cho mình cái máy này mới nâng cấp lên được thôi. Cái này làm sao đi các bạn, từ từ thì làm sao nha. Cái ba lô này của mình thì đem theo đồ chắc là cũng ngon lành rồi, cho nên là cái vật phẩm mà EMC đó đem đi đó thì mình sẽ làm sao đi. Còn bây giờ thì đi khám phá một chút nha. Bây giờ thì mình sẽ qua bên ngôi làng để chúng ta bắt đầu đi khám phá nha. Bởi vì mình thấy bên ngôi làng này khám phá rất là hấp dẫn, có nhiều thứ hấp dẫn đó bạn. Cho nên mình sẽ đi khám phá ở phía bên đây. Thì lần trước mình đánh con boss nè, cho nên lần này thì mình sẽ đi qua hướng phía bên đây nha. Sau này thì mình sẽ chế tạo cho mình cái này để mình mang theo trên người bạn, để dễ dàng xử lý những món đồ nha, biến nó trở thành EMC. Còn bây giờ thì nó hơi khó, công thức nó hơi lằng nhằng các bạn, chế tạo nữa là hết thời lượng của video luôn đó các bạn. Và bây giờ thì chờ cho nó load map một chút nha, nó bị lag đó các bạn. Đây thì có con quỷ, ôi kẻ cướp linh hồn mà nó cầm hai lưỡi hái luôn các bạn. Mình không có đủ cấp độ chiến binh các bạn. Mình cần phải đi săn rất là nhiều luôn mình mới cái đủ cái cấp độ chiến binh để đánh nó. Còn bây giờ thì chưa có đánh nó được đâu, mình sẽ tiếp tục. Đây cái gì vậy, wow what. Ở đây nó bị cái gì nè các bạn, để mình đào ra xem nha. Chỗ này không phải là con quái các bạn, mà nó bị cái gì nó dính vào trong này nè. Sao nó giật dữ vậy? Wow, ở trong này nó có cái cục gì các bạn, nó bị dính vào trong cái phần đá này, nó giật quá trời nè. Nó giật ở trong này các bạn. Hình như nó bị lỗi hình ảnh hay sao đó, mình cũng không biết cái này cái gì mà sao nó giật ở đây nguyên một cái bệt màu đen luôn các bạn. Mà mình đụng vô nó thì cũng không sao hết, nó không ảnh hưởng gì tới mình hết, và mình cũng không làm gì được nó hết các bạn. Thôi, cứ tiếp tục lên đường nha. Ở đây thì mình cho cái đầu, cái tượng thờ của ai đó bạn, đặt cái đầu của con Calatan ở phía bên trên luôn. Cứ đi ra phía bên đây thôi, chờ đợi cho nó load map ra một chút để chúng ta khám phá xem coi có cái gì đó đặc biệt hay không nha. Ở phía bên đây thì mình phát hiện ra có một cái tượng nữa bạn, có một bức tượng bằng đá. Bức tượng hình cái đầu của anh dân làng các bạn, phải không biết nữa, không có giống lắm. Cái mũi của anh dân làng là phải dài, cái mũi này không phải dài. Ở đây thì mình phát hiện ra gần đây có một con boss lich nữa các bạn. Khu vực này cũng có boss lich và có một cái chỗ bỏ hoang nè. Mình sẽ xuống phía bên dưới này để kiểm tra xem coi có gì dưới này nha. Chỗ này hình như là một cái nhà mộ các bạn, nhà mộ bỏ hoang nè. Mình sẽ đào thử xem coi có gì dưới này không nha. Dưới này hình như bích rồi các bạn, dưới này hình như hết rồi nè. Nhà mộ thì chắc là phải có cái mộ dưới á, mộ dưới sẽ có kho báu các bạn. Nhưng mà kho báu thì mình cần phải tìm cho mình cái chìa khóa nó mới mở được, mình không có chìa khóa cho nên là chưa có mở được đâu. Bây giờ thì đi qua phía này. Ở phía bên đây mình có cho mình một cái đầu, một cái đầu giống như một cái đầu của con chó đó bạn. Giống với nào, cái mũi này mũi giống như mũi của con chó nè, không biết là phải con chó hay không nhưng mà thấy là rất là giống luôn các bạn. Hay là tượng nhân sư, tượng nhân sư là phải nổi lên trên mặt đất chứ. Rồi,
Đó là chắc là tượng nhân sư bị chìm xuống phía bên dưới lòng đất đó các bạn. Ở đây thì mình thấy có ống máu của con boss lịch. Boss lịch các bạn. Boss lịch chắc là ở đây mà boss lịch rồi. Boss lịch và khám phá thì lần trước mình đánh rồi các bạn. Chỗ này là chỗ con boss lịch nè. Và hiện cái ống máu lên luôn là hiểu rồi đó. À, và phía bên đây nó khác các bạn. Wow, nó khác một chỗ là nó có cái cửa này mà cái cửa này bị hư rồi, không có phục hồi lại được đâu. Cái này thì không có đập được đâu các bạn. Và bên trong này thì có những con zombie giống như lần trước thôi. Lần trước thì ở đây mình khám phá rồi các bạn, cho nên là mình sẽ đi lên phía bên trên nha. Không khám phá nữa đâu, khám phá nó tốn thời gian mà khám phá rồi cho nên thôi. Đi lên phía bên trên nha. Ở đó thì mình có thể lấy được những cái gậy triệu hồi zombie đó các bạn. Nhưng mà mình thấy không cần thiết cho nên thôi. Cứ đi khám phá những cái mới lạ hơn đi các bạn, để tìm cái mới lạ hơn nha. Đây rồi, mình đã lên tới phía bên trên rồi các bạn. Mình sẽ tiếp tục di chuyển theo cái hướng S để chúng ta đi tiếp nha. Kiểm tra xem coi có cái gì đó đáng giá để mình khám phá hay không. Chứ chỗ đó là chỗ con boss. À, ở đây mình có cái căn nhà các bạn. Ồ, mỗi căn nhà giữa sa mạc hình như là nhà mồ đúng không? Chúng ta lại có đường đi xuống phía bên dưới nữa. Đi xuống phía bên dưới khám phá luôn nha. Ta thấy cái chỗ này rất là quen luôn á. Hình như có những cái lòng banner ở trong này để chúng ta biết ngay mà. Giống như lần trước trong phần chơi headset rồi. Trong này thì mình có những cái lòng banner và có những con quái nè. Và có những cái rương kho báu ở trong này chúng ta có thể loot được đồ. Và sẵn tiện ở đây thì vẫn còn thấy cái ống máu các bạn. Vẫn có ống máu của một bonus. Phải nói là cái tầm ảnh hưởng của nó rất là xa luôn á. Mình có thức ăn nè. Và cái này thì wow, cái này là cái gì nè các bạn. Mở ra không được luôn. À, như là một cái rương các bạn. À, nó kêu là một cái chest thì chắc chắn chắn là một cái rương nhưng mà không biết là cách nào mở ra được. Mình có tên của bản mod đó các bạn, để mình kiểm tra luôn nha. Bản mod của nó là che A này đúng không? Trong này đúng rồi bạn, liên quan tới những cái nhà mồ nè, cũng như là có những cái chìa khóa ở trong này. Cái chìa khóa trong này thì mình nó không có công thức chế tạo các bạn. Không có công thức chế tạo thì mình cũng không biết làm sao để tìm được nó nữa nè. Bạn nào biết cái bản mod này đó, biết chơi bản mod này đó, biết cách tìm cái chìa khóa thì có thể bình luận cho mình biết nha, để mình có thể tìm cái chìa khóa để mở cái này ra. Chứ còn bây giờ thì đem về hả bạn, đem về để khi nào có chìa khóa thì mình sẽ mở ra luôn nha. Bạn nào biết thì cứ comment bình luận cho mình biết để mình có thể mang về mình làm. Trong này thì có những quyển sách nè, mình sẽ cất đồ bớt vô cái đã. Cất đồ bớt vô nha, để khám phá thu hoạch đồ ở đây luôn. Và ở đây thì mấy con zombie này thì nó không có nghĩa lý gì không ấy. Ây da, cũng trâu chứ không không được, không giỡn được các bạn. Bây giờ thì máu của mình nó cũng khá là nhiều các bạn. May là mình đang mặc cái bộ giáp kim cương cuộn bắp của mình á, chưa có enchant gì nhiều hết. Mà nó đã rất là bá đạo luôn rồi. Mình nâng cấp bộ giáp Draconium hay là bộ giáp của Rosette đâu đó các bạn. Thì chắc là còn bá hơn nữa, bất tử luôn á. Cho nên là cứ sử dụng bộ giáp kim cương cùi cùi này đi khám phá cho nó vui. Chứ mạnh quá khám phá cũng chán các bạn. Và ui ui, hết hồn bạn. Ôi nó đánh mình tối, tối lại luôn nè. Mặc dù mình có con mèo các bạn nhưng mà nó vẫn tối. Rồi, con Reaper các bạn. Con Reaper nó bắn trúng cái con... Ai có thức ăn nè, lấy thức ăn luôn. Nó bắn trúng với con Reaper. Con Carlton nó bắn trúng con Reaper các bạn. Cho nên là nó nổ luôn. Ở đây thì lấy cái lòng banner luôn nha. Lấy lòng banner không biết là có cần để farm hay không, nhưng mà cứ lấy về thôi. Và trong này thì có rất là nhiều mấy con nhện này. Để mình xử lý nó rồi sau đó thì mình sẽ lướt cái đường của nó luôn. Đây rồi, cuối cùng nó cũng đã chết hết rồi các bạn. Và kiểm tra cái đường này xem có ngọc lục bảo mình có thể mang về để bán. Đổi lấy MC cũng được. Và trong này thì là chỗ này lướt rồi đúng không? Thôi đi vô phía bên trong luôn. Chỗ này thì có con boss lít thì chắc ở bên kia rồi, nó ảnh hưởng qua tới phía bên này á. Chỗ này thì wow, có cái beacon luôn bạn. Có cái lòng banner của Enderman ở đây luôn. Mình sẽ lấy về để nữa farm ngọc luôn các bạn. Cắt đầu vô bớt nha. Đó. Và đập luôn cái rương các bạn, đập luôn cái rương và đập luôn cái lòng banner phía bên dưới. Lấy luôn. Đó. Xử lý con Enderman luôn. Đó, rớt sắp luôn cái kiểu, lấy luôn cái lòng banner các bạn. Còn đây thì có kiếm kim cương nữa nè. Chỗ này có hãy ghi tên này lấy về luôn. Rồi, cất vô trong này luôn nha. Đó, chưa gì hết mà quá trời đồ luôn các bạn. Đồ tầm lum tầm la hết, chắc là mình dục bớt những cái món đồ linh tinh không cần thiết đi. Những cái block quần bắp này nè. Đó, dục cho nó đỡ chặt rương của mình, cũng như là mấy cái hạt giống nè. Rồi, thịt thối đồ nè. Trời ơi, cái nhà có nhiều lắm. Xếp lại một cái nha. Rồi, đi lên đường tiếp thôi. Ở trong này thì mình có những cái lòng banner thì cứ đập thôi và kiểm tra những cái rương. Có sắt với có đuốc à. À, lấy sắt thôi các bạn. Sắt thì mình sẽ lấy về để chúng ta đỡ tốn MC của mình nha. Mặc dù MC thì có thể nhân bản lên được á, nhưng mà cứ tiết kiệm thôi. Ở đây thì xử lý con phù thủy trước cái đã. Rồi sau đó thì rút đồ thôi, có táo vàng các kiểu nè. Bên đây có táo vàng và có kim cương các kiểu luôn, có sắt, có đồ ăn luôn. Mấy chai thuốc thì thôi bỏ lại đi các bạn. Và trên này thì là bonus của con quỷ. Phù thủy đúng không? Ôi ngon các bạn. À, cái này ngon nha, lấy được những cái lòng bonus mang về mình farm được phù thủy luôn á.
và kiểm tra cái rương xem. Thôi đập cái rương luôn các bạn, mình thấy có lòng banner dưới nè, lấy luôn lấy luôn. Chống cự cái gì cưng, bên đây thì rớt cái gì vậy? À, rớt cho mình cái yên ngựa các bạn. Cái yên ngựa thì gấp đầu giờ bớt cái đã cho nó, cho nó chống để mình lụm lại luôn đó, lấy hết là luôn. Và dưới này thì chắc là cũng chỉ có những cái rương, cái lòng banner để chúng ta loot đồ thôi, chứ dưới này thì không có boss rồi. Đào để chúng ta đi cho nhanh nha. À, có quặng tim các bạn, nhìn cứ tưởng kim cương. Ở đây là đường lên nè, đi một vòng hồi là tới đường lên nữa rồi. Thôi chắc là mình sẽ đi lên để thám thác cái khác nữa các bạn. Dưới này thì chỉ có những cái lòng banner thôi, mình sẽ đi lên phía bên trên để chúng ta di chuyển tiếp để khám phá xem có gì đó mới hay không nha. Và em mèo của mình, à, do là mình bỏ cái túi vô trong rồi cho nên là em mèo của mình hết thức ăn các bạn. Cái túi đây nè, lấy ra cho em mèo ăn nha. Ăn đi em, đó sáng rồi nè. Mình sẽ đi ngủ và hình như là mình lạc phương hướng rồi phải. Cái này nãy mình khám phá bên đó rồi, cho nên là mình sẽ đi hướng phía bên đây nè. À, bên đây mình có cái gì nè? Wow, một cái pháo đài các bạn ơi. Oh my god, cái pháo đài khủng khiếp lắm nè. Wow, một cái pháo đài rất là lớn ở trong này. Chà chà, à mình thấy có những con quái ở phía bên trong các bạn. Để mình vô trong này mình khám phá thử nha. À dạ, sử dụng phép luôn các bạn. Ui, pháo đài phù thủy ở trong này rồi. Và rớt cái gì vậy? Rớt cho mình cái áo có sâu bao luôn các bạn. À, đi qua phía bên đây luôn nha. Ái chà chà chà, à, đốt lửa tôi hả, đâu có được. Chiến binh nè các bạn, zombie chiến binh, nguyên một giáp kim cương luôn. Uống thuốc nè, rớt. Rớt đầu kim cương luôn, ngon nha. Có thể farm được điểm kinh nghiệm và farm được đồ kim cương ở đây luôn. Và đâu có uống thuốc được kịp đâu cưng. À, cầm cái gậy hả, xử lý nó luôn. À chả, ở phía bên đây hình phát hiện ra một cái pháo đài rất là hấp dẫn luôn. Để mình đi vòng vòng mình kiểm tra thử nha. Chà, trong này có nữa nè. Ờ, trong này không có gì hết. Có đồ ăn thôi. Đồ ăn thì nãy giờ mình loot được nè bạn, cho nên là bây giờ thì cũng vô tư thôi. Có những cái gian pha thuốc thì... À, boss lick nữa các bạn. Ôi, ở trong này boss lick, mà boss lick này lần này thì không biết là có khác cái boss lick lần trước hay không. Mình tìm cách để mình... À, cái pháo đài này mình đập được các bạn, cho nên là tha hồ mà đập đi thôi. À, và phía bên đây thì... Bên đây là chỗ kệ sách, chỗ nghiên cứu học hỏi các bạn. Thư viện ở bên đây nè. Ôi, rất là nhiều đồ kim cương luôn á. Trong này tha hồ mà farm đồ kim cương trong này luôn nè. Ôi, sao mà toàn là giáp kim cương không vậy? Giáp kim cương nè. Sao có cái tiếng gì vậy? Ôi, nó có tiếng gì các bạn, nó chơi phép gì đó. Đánh bể giáp của nó luôn. Giáp của nó bể chứ không phải giáp của mình đâu các bạn. Đánh hư giáp của tụi nó hết luôn. À, mình có được, wow, rất là nhiều món đồ kim cương rồi nè. Và mình sẽ nhanh chóng khám phá ở đây xem con boss lít nó như thế nào nha. Ôi, boss đây rồi, boss đây, boss đây rồi bạn. À, cái con boss lít lần, nó giống như con boss lít lần trước thôi. Giống như con boss lít lần trước mình giết được các bạn, mình thấy nó rồi. Nó mặc nguyên một bộ đồ màu đen luôn. Và ở trên này thì nó đi lên trên này rồi. Mình sẽ nhử nó lên trên nóc nhà các bạn. Đây là phía này cưng. Nó sẽ đẩy nhau và rơi xuống phía bên dưới thôi. Đúng không? Đó, trời ơi. Easy, easy các bạn. Bây giờ thì còn cái tụi cung thủ này thôi. Cái cung thủ này bây giờ không có phù thủy hồi máu, cho nên là nó cũng sẽ dễ dàng xử lý nè. Đó. Bye bye luôn nha. Đi xuống phía bên dưới đi. Đi với tụi nó xuống phía bên dưới đi. Còn con boss thì đâu đây? Con boss thì mới thấy hấp thoáng ở đâu đây nè các bạn. Đây rồi. Đúng không? Đây rồi. Boss đây nè các bạn. À, boss lần này, boss lít lần này khác nữa các bạn. Nó không như con boss lần trước đâu. Mình sẽ xử lý con này trước rồi đã. Boss lít lần này thì nó sẽ chịu hồi theo kiểu kẻ chiêu hồn các bạn. Cái chiêu thức của nó giống mấy cái kẻ chiêu hồn nè. Nó đang có gấp giáp này nè. Mình cần phải phá cái cục bảo vệ của nó. À, bên đây nè bạn, trời ơi, giấu bên đây hả cưng, giấu nè. À, giết con phù thủy của nó luôn. Bên đây có con phù thủy hồi máu nè bạn, giết nó luôn nha. Để không thì nó sẽ hồi máu. Cho tụi kia nữa thì sẽ trở thành thảm họa luôn á. Mình sẽ xử lý bên đây luôn. Rồi, chết rồi. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại xử lý mấy con đệ của con boss. Boss lít cũng như là đánh hạ nó luôn. Bây giờ thì nó chỉ còn mấy con đệ cùi bắp của nó thôi. À, còn có bộ giáp kim cương nữa nè, chiến binh nè. Chiến binh nè, đỡ cái gì mà đỡ. Đỡ nè, rất là dài luôn các bạn. Quay trở lại để chúng ta xử lý luôn nha. Đây, bây giờ thì nó lại đặt ra thêm một cái cục hồi máu nữa nè. Phải không, nó đánh nhanh ghê luôn á. Đập luôn nè, rồi. Đây, xử lý nó luôn các bạn. Một khúc nè, rớt cái nón rồi bạn. Rớt cái nón nè. Chịu hồi cái gì, nó chịu hồi ra nữa các bạn. Ai chà, chịu hồi ra nữa kìa. Chịu hồi ra cục bảo vệ nó các bạn. Đây, mình sẽ đập nó luôn, đó, xong. À, vẫn còn hả. Thôi, ủa đâu rồi? Ủa, mình đập nổ rồi mà.
Và tình hình là mình mới vừa thoát game ra vô lại các bạn, thì mình phát hiện ra là cái cục hồi máu nó nằm đây nè. Mà nãy mình bị lỗi hình ảnh các bạn, mình không có nhìn thấy. Và cái con boss lich thì cái con nó nằm ở ngoài này nè. Con boss lich này thì mình thấy nó cũng khá là giống với con boss lich lần trước. Nó có khả năng chịu hồi ra những con zombie cũng như là cái cục để bảo vệ nó đó các bạn. Thì bây giờ thì nó cũng sắp chết rồi, nó đã chết rồi nè. Và nó cũng rớt đầu như lần trước thôi các bạn. Cũng có những cái cây nè, để mình lấy cái túi đồ của mình ra để mình sẽ cất đồ vô nha. Đó, cất đồ vô trong này luôn. Mình thấy có thêm một cái cây gậy để hồi sinh, à chịu hồi. Và cây gậy, ôi, một cái cây gậy phép bạn, cây gậy phép lửa nè. Bắn lửa ra phía bên ngoài các bạn. À, nó giống như là cái cây gậy của mấy con zombie nè. Rồi mình còn lượm được cho mình cái cây gậy chịu hồi những con zombie ra nữa. Và ở đây thì một cái vật phẩm giống như lần trước nữa, để chúng ta làm những cái công nghệ đồ điện đó các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ đi vô phía bên trong kiểm tra xem trong này mình có kho báu gì nha. Wow, trong này mình có than nè bạn, lấy về luôn. Để lấy MC nha, có kim cương nữa nè. Và cái này thì wow, chúng ta có nhặt các bạn. Có lấy mob soul các bạn, cấp độ 5 luôn nè. Trời ơi, nãy mới enchant xong các bạn. Bây giờ cho mình nguyên một bộ luôn chứ. Trong này mình có những cái lông gà nè. Cái lông gà chỉ giá 16 MC luôn. Có thêm kim cương các kiểu, bên đây thì có giáp bạn. Chắc là lấy về luôn nha. Rồi, lấy về luôn, bên đây thì lấy về luôn, đó. Rồi, chúng ta đã được rồi đó. Cái pháo đài này thì nó khác cái lần trước thì mình thám phá cái dungeon các bạn. Còn cái này là một cái pháo đài nè, rất là rộng luôn á. Và có những con zombie ở trong này, và có cả phù thủy nữa. Giáp kim cương hơi nhiều luôn đó. Và trong này thì farm kim cương hơi đã các bạn. Trong này nữa nè, đồ ăn không à. À đúng rồi, sẵn tiện đây thì mình sẽ xử lý luôn. Thử luôn các bạn, thử dùng cái gậy lửa luôn nha. Cái gậy lửa đây nè, đây đây. Mình sẽ lấy cái gậy lửa ra để test thử vật. À, có cái xe các bạn. Cái xe nè. Đó, cất đồ vô bớt đi. Đó, cất vô nha. Cái xe này hiện như là cái cây, nó như một cái giáo bạn, cây giáo. Dài không? Wow, dài nè. Xỉa rất là xa luôn nè. À, có cái đe thì lấy cái đe về luôn. Mình sẽ đi xuống phía bên dưới để test thử cái cây gậy lửa này của mình nha. Ở trên này thì mình cũng đã khám phá hết rồi. Có những cái thư viện và trong này thì có những cái rương chứa đồ linh tinh thôi. Mình hồi nãy thì cho mấy con quái nó rớt xuống phía bên dưới này nè. Đây, nó đang đứng đây nè bạn. Thì mình sẽ thử lửa nha. Đó, nó cháy các bạn. Cháy nè. Và chém. À, nó bơm máu hơi ghê các bạn. Nó bơm máu ghê quá mà. Nó bị cháy kìa, tội nghiệp chưa. Bơm máu nè. Rồi, bơm máu nè. Cho nó cháy. Bơm máu cái gì. Mình phải hỗ trợ thêm cái cây này. Rồi, nó chết rồi bạn. Con phù thủy nó chết là mấy con này nó cũng sẽ chết theo thôi. Nó không còn có khả năng bơm máu cho mấy con này nữa đâu. Thì mấy cưng sẽ được tiễn lên đường thôi. Và lên đường đi mấy cưng. Cố gắng cái gì nữa, uống máu cái gì nữa. Và lượm được mình đồ kim cương rất là nhiều luôn các bạn. Rất là ngon từ cái pháo đài này nha. Như vậy là mình đã khám phá xong cái pháo đài các bạn. Những pháo đài cũng ngon các bạn. Nhưng mà có con boss lich thì nó cũng giống như lần trước thôi. Nó chỉ khác nhau là ở trên mặt đất với lại ở dưới lòng đất thôi. Ở đây thì có rất là nhiều quái nữa nè. Ở đây vẫn còn thì mình sẽ cho nó ăn hành luôn để xử lý cho xong luôn nha. Ê chà chà, zombie đâu nó nhảy xuống à. Hãy xin xin nhảy xuống thích khách mình. Đây chết một cưng nè. Và chết nè cưng. Rồi, vậy là mình sẽ khám phá xong cái pháo đài đó bạn. Chắc là bây giờ thì mình sẽ đi về nhà để tổng kết lại xem coi mình có được những món đồ gì nha. Đây, về nhà thôi các bạn. À, quên nữa, đánh dấu cái pháo đài ở đây luôn. Hay là lần sau. Thôi kể đi, thôi không cần đánh dấu đâu. Thôi mình cứ đi về thôi các bạn. Đi về nhà của mình luôn nha. À, đi về nhà để mình sẽ tổng kết lại xem. Chúng ta đã thu hoạch được rất là nhiều đồ bạn. Rất là nhiều những cái lồng boner ở trong này. Thì mình có lồng boner của con Reaper nè, con nhện nè, người Ender bạn. Đặc biệt nhất là người Ender với lại thế này, phù thủy nữa bạn, phù thủy dưới này nè. Đó, hai cái này thì mình có thể farm được, lấy ngọc các bạn. Lấy ngọc và lấy đồ từ cái con quái đó thì cũng ngon các bạn. Và có rất là nhiều đồ kim cương luôn nè. Đó, cất vô trong này đi. Khi nào trong thời gian giữa hai tập thì mình sẽ dọn dẹp lại nha. Còn bây giờ thì kiểm tra lại xem coi chúng ta có được cái gậy lửa. Cái gậy lửa này thì có hình như là không có cháy nhà đúng không? Mình sẽ thử xem. À, nó không có cháy nhà được các bạn. À, cái gậy lửa này cũng ngon nè. Và cái cây gậy chịu hồi zombie nữa. Mình sẽ chịu hồi thêm hai con nữa nha các bạn. Để cho cái đệ của mình nó sẽ đông hơn một chút nữa. Đây, mình sẽ chịu hồi cho mình thêm hai con trong này nữa. Đây, chịu hồi ra nha. Đó, một đệ tử thêm một đệ tử nữa. Và mình sẽ cung cấp giáp cho đệ tử của mình luôn. Lần này thì mình sẽ cho đệ tử mặc giáp enchant luôn các bạn. Xịn sò luôn nha. Quý lắm mới cho nha. Đây, cất vào trong này cho nó mặc đồ vô luôn các bạn. Đó, cho nó cầm cây giáo luôn các bạn, đúng rồi. Wow, cầm cây giáo rất là dài luôn nè. Mình có thể chịu hồi thêm được một con nữa. Ủa, giờ cho nó chịu hồi thêm một con nữa nha. Đó, chịu hồi thêm một con nữa là nó sẽ bị hư các bạn. Cho nên là mình sẽ cất vô đi, không có sử dụng nữa đâu. Khi nào có sửa chữa thì mình sẽ chịu hồi thêm.
Còn bây giờ thì lấy cho mình một bộ giáp kim cương tiếp theo luôn, bộ giáp enchant các kiểu các bạn, cho vào cái nón rồi. À, cho đệ tử mình mặc vô chứ. Đây, bốn em đệ tử các bạn, bốn em đệ tử mặc giáp enchant luôn. Và có cái kiếm, cầm cái kiếm lên luôn. Rồi xong. Như vậy là chúng ta đã có một đám đệ tử luôn các bạn. Và đi ngủ một cái nha, buổi tối rồi. Rồi, như vậy là trong tập ngày hôm nay đó các bạn, thì mình đã có một chuyến đi khám phá, phát hiện cho mình được một cái pháo đài, cũng như là làm được cho mình một cái tăng, một cái bình để chứa điểm kinh nghiệm đó các bạn. Thì sau này thì mình sẽ không phải lo lắng về cái vấn đề để chứa điểm kinh nghiệm nữa rồi. Ở phía bên này thì mình có thể AFK ở đây để chúng ta có được điểm kinh nghiệm đó bạn. Sẽ rất là nhiều ở phía bên đây. Mà phải đứng ở đây thì nó mới có thể có được quái đó bạn. Cho nên là sẽ có được rất là nhiều điểm kinh nghiệm trong lúc mà mình đứng ở đây nè. Đó, nó tăng lên rất là nhanh các bạn. Lên cấp độ 16 luôn rồi nè. Đó. Sắp tới thì chúng ta sẽ có điểm kinh nghiệm để enchant. Và trong tập tiếp theo chắc là mình sẽ đi mai các bạn. Mình sẽ cố gắng đi mai cho mình thêm cái quặng draconium để chúng ta làm bộ giáp luôn nha. Chứ đi khám phá bằng bộ giáp này của mình đó bạn thì cũng ngon các bạn. Nhưng mà cái vấn đề á là nó sẽ bị hư các bạn. Còn cái bộ giáp kia thì chúng ta có thể sạc năng lượng vô á, cho nên là nó sẽ rất là bền luôn các bạn, nó sẽ không có bị hư nha. Còn bây giờ thì do thời lượng video cũng khá là dài rồi, cho nên là mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi các bạn. Nếu các bạn cảm thấy hết cái video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like, một share cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những cái video tiếp theo cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo. Bye bye.